cả mọi người. Và sau đây là bản tin từ chúng tôi. Khi thủ môn thay tiền đạo làm nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng. Khi bắt đầu xuất hiện với tư cách một thủ môn thích ghi bàn vào năm 1997, Sydney khiến nhiều người thán phục với tài đá phạt siêu quần của mình, nhưng không ai ngờ rằng ông lại có thể ghi số lượng bàn khủng khiếp đến thế. Để so sánh, năm 2005, với 25 bàn thắng cả mùa, Sydney thậm chí xếp trên hầu hết các tiền vệ của giải đấu ông tham gia trong cuộc đua vua phá lưới. Cùng tổng hợp lại, khi thủ môn thay tiền đạo làm nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Người ta thường nghĩ rằng thủ môn chỉ là những người gác đền, có nhiệm vụ bắt bóng hay cứu thua cho đội. Nhưng đôi khi thủ môn còn làm được nhiều hơn thế. Họ có thể lên tham gia một pha tấn công và có thể ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng đến mức không thể tin nổi. Và trong video này, chúng ta hãy cùng nhau xem lại những bàn thắng được ghi bởi thủ môn trong những giây phút định đoạt của trận đấu. Khi nhìn pha làm bàn này, ai cũng nghĩ chắc nó phải được ghi bởi một tiền đạo hay tiền vệ hàng đầu. Nhưng không, nó lại được thực hiện bởi một thủ môn. Xuất phát từ một pha phạt góc, bóng đã được phá ra trúng ngay vị trí của thủ môn. Anh liền thực hiện cú ngã bàn đàn đẹp mắt, làm bóng găm thẳng vào lưới của đối phương. Một bàn thắng tuyệt đẹp được ghi bởi một người gác đền, và nhìn cái cách ăn mừng, ta có thể thấy rằng bàn thắng đó quan trọng như thế nào. Thủ thành mang áo hồng trong tình huống này đã ghi một bàn thắng vừa ngoạn mục vừa được cho là có phần may mắn. Từ một pha đá phạt ở giữa sân, người gác đền này đã tung ra một cú sút thẳng về cầu môn đội bạn. Một pha bóng không hề khó, thế nhưng người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đã để bóng tuột qua tay khi bắt, qua đó tặng không cho đội bạn một siêu phẩm từ khoảng cách giữa sân. Rojas, chúng ta rất dễ bắt gặp anh tham gia những pha tấn công hay thậm chí trực tiếp sút penalty cho đội nhà. Trong tình huống này, khi Rojas được lựa chọn để sút 11m, một cú đá cực mạnh và chuẩn xác của anh đã làm bó tay người đồng nghiệp bên kia và đem về bàn thắng cho đội nhà. Một pha sút phạt trực tiếp thành bàn mà không ai có thể nghĩ rằng nó được thực hiện bởi một thủ môn. Từ một tình huống đá phạt, Sydney đã vẽ ra một đường cong không thể hoàn hảo hơn. Bóng đi ngay góc chữ A, làm bó tay người gác đền đội bạn. Có thể thấy, trong suốt sự nghiệp của mình, ngoài nhiệm vụ cản phá và cứu thua cho đội nhà, thủ thành người Brazil này còn kiêm luôn cả nhiệm vụ phá lưới đối thủ. Đáng nhớ nhất là thành tích ghi bàn của anh trong giai đoạn 3 từ năm 2005 đến 2007. Một mình Sydney ghi 47 bàn thắng cho câu lạc bộ São Paulo của mình.
đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng hơn rất nhiều tiền đạo cùng thời. Một bàn thắng đầy tranh cãi của thủ thành U17 Uzbekistan vào lưới đội tuyển U17 Triều Tiên. Trong pha bóng này, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống phát bóng lên của thủ môn Uzbekistan không có gì đáng nguy hiểm. Tuy nhiên, người gác đền của Triều Tiên lại băng lên và cố tình không chụp được bóng. Thậm chí, thủ thành này còn có thể chạy về để bắt quả bóng. Nhưng dường như anh ta đã giả vờ ngã để bóng từ từ lăn vào lưới một cách khó hiểu. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Lại một siêu phẩm nữa được ghi bởi một thủ môn trong những giây phút cuối cùng của trận đấu. Khi thời gian không còn nhiều và đội nhà được hưởng một quả đá phạt trực tiếp, không còn gì để mất, thủ thành Hansen của Den Haag lập tức dâng lên tấn công và sự nỗ lực của anh đã giành được kết quả không thể nào ngọt ngào hơn. Khi bóng được truyền đến chân anh và một pha đánh gót đầy tinh tế của người gác đền này đã làm bóng bay thẳng vào lưới PSV Eindhoven. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Một bàn thắng bắt nguồn từ sai lầm của thủ thành đối phương và một chút may mắn của người gác đền phía bên kia chiến tuyến. Cụ thể, thủ môn này tung cú sút từ phía bên sân nhà của mình, bóng đi không căng nhưng nó đã đáp xuống đất và đổi hướng, khiến thủ thành áo vàng bất ngờ. Kết quả là bóng đi thẳng vào lưới mà có lẽ tác giả của nó cũng không tin được. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. Những tình huống dâng lên tấn công của các thủ môn có thể đem về những bàn thắng tuyệt vời, nhưng đôi khi cũng biến họ thành một tội đồ.
như trong tình huống này là một ví dụ. Sau khi lấy được bóng và nhìn thấy thủ thành đội bạn dâng lên quá cao, người gác đền này đã tung ra một cú sút thẳng về phía cầu môn đội bạn. Bóng đi căng và chuẩn xác khiến cho các cầu thủ đối phương chạy về không kịp và chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới. Một pha bóng mà người gác đền bên này là người hùng, còn thủ môn bên kia lại là tội đồ. Một pha dâng lên tấn công và đánh đầu không khác gì một tiền đạo của thủ thành mặc áo vàng. Từ một tình huống đá phạt bên cánh trái, người gác đền này đã băng vào đánh đầu dũng mãnh, làm tung mảnh lưới đội bạn. Pha bóng làm cả khán đài như nổ tung để biến anh thành một người hùng thực sự của đội bóng. Các bạn vừa xem những bàn thắng được ghi bởi những siêu tiền đạo trong khung gỗ. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và share. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn từ kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.